Trung Quốc hôm nay vừa bắn tiếng sẵn sàng thương lượng với Philippines nếu như chính phủ Manila bỏ qua phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay sẽ công bố vào tuần tới. Trong một bài xã luận đăng trên tờ China Daily là tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì giới lãnh đạo Bắc Kinh đã mời gọi chính phủ mới của Philippines bỏ qua kết quả vụ kiện để cùng với Trung Quốc hợp tác phát triển và nghiên cứu khoa học. Ngày 12 tháng 7, 2016 sắp tới đây thì tòa án trọng tài thường trực La Hay sẽ công bố phán quyết về đơn kiện của Philippines, yêu cầu phán xử vụ Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông với bản đồ hình lưới bò. Bắc Kinh một mặt tuyên bố trước là không công nhận thẩm quyền của tòa án, mặt khác là nỗ lực tuyên truyền chỉ trích tính xác đáng của phán quyết. Và bây giờ thì Bắc Kinh tỏ thái độ xuống nước để mong Manila bỏ qua vụ kiện theo giới chuyên gia về biển đông thì phán quyết của tòa án trọng tài thường trực là hay chắc chắn sẽ bất lợi cho chế độ cộng sản trung quốc